Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 2 của chương trình phân tích vai trò báo chí trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị và sau đây là phần 2 của buổi phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với lại nhà văn và dịch giả Phan Lê Dũng. Khi mà chúng ta thấy những người trong chiến tranh Việt Nam, những người ký giả, nhưng mà có khi những người ký giả đó thành những nhà văn chiến trường, giống như Việt Nam chúng ta tiêu biểu có nhà văn Phan Nhật Nam. Vâng. Cũng một những nhà văn không phải là ký giả ngoài chiến trường, nhưng mà là một người ở trong quân đội đi lính. Và viết những cái tác phẩm Dọc đường số 1, Giữa đường nổi chết. Thì cái vai trò của những người nhà văn quân đội như vậy đó, thì theo anh Phan Lê Dũng, ở trong Hoa Kỳ nó có những cái nhà văn nào tương tự như vậy không? Họ không hẳn, ở Hoa Kỳ thì không hẳn có nhà văn, tại vì họ phân biệt ra đệ tứ quyền. Lại tiếng nói của trong quân đội thì mình không có cái tiếng nói của quân đội, thì tức là vừa trong lúc đang có chiến tranh mà họ vẫn viết được những cái tác phẩm về về chiến tranh, giống như nhà văn Phan Nhật Nam. Tôi thì tôi thấy không hẳn là họ thường thường họ viết là sau cuộc chiến. Còn nhưng mà đương thời cuộc chiến thì đệ tứ quyền là cái những cái tờ báo chẳng hạn như là New York Times, UPI hoặc là Washington Post, họ gửi phóng viên vào đó, thì những người phóng viên này là những người phóng viên chuyên nghiệp. Và tôi thấy là cái nhìn của họ, ít nhất là mình nói là họ viết là những cái điều tương đối là đúng. Tương đối là họ nhìn sao họ viết vậy. Họ viết theo cảm tính, tại vì những người chẳng hạn như David Halberstam thì lúc gửi qua thì ông khoảng 28 tuổi. Ông Peter Annett thì khoảng 25. Ông Neil Sheehan thì chắc cũng khoảng 24. Tức là những thanh niên trẻ và lý tưởng, và họ tốt nghiệp từ những cái trường danh tiếng của Mỹ. Và khi mà họ vào Việt Nam thì chẳng thấy có lý do gì để mà họ ủng hộ bên phía Bắc Việt cả. Và thật sự mà nói, tất cả những cái bài viết của họ mình cũng không nhìn thấy, là riêng bản thân tôi thì tôi chưa được đọc cái bản nào mà nói rõ ràng là họ ủng hộ cái chiến thắng của bên Bắc Việt mình cả. Mà lúc đầu họ vào họ chỉ nói là cái chính sách ở Mỹ sai, chính sách ở Mỹ không phải là giống như những người sĩ quan quân đội đang nói, những cái Mỹ không có đang chiến thắng mà thật sự mặt trận đang ở thế bí. Đó là điều họ nói, họ chỉ nói như vậy thôi. Và riêng về vấn đề của những người Việt Nam thì họ tường trình rất ít. Tại vì họ được gửi qua, thật ra là họ được gửi qua để theo dõi quân đội Mỹ, người lính Mỹ. Thành ra cái nhìn trung tâm điểm của họ là người Mỹ, những suy xét của họ là người Mỹ. Có thể khi mà những người Mỹ đó họ suy nghĩ như thế nào đó thì không biết. Nhưng mà chắc chắn những cái người ký giả này là những người ký giả được lính Mỹ chấp nhận. Thí dụ như ông Peter Annett. Ông đi, khi mà ông đi ra chiến trường thì một ngày bình thường của ông là ông sẽ buổi sáng ông lên rồi ông hitchhike để xin phép được đi trực thăng, ra Tân Sơn Nhất để đi trực thăng. Rồi ông có thể bay về bất cứ nơi nào ông muốn. Rồi từ đó ông lại xin đi với bất cứ đơn vị nào ông muốn. Thành ra ông không có một cái, hoàn toàn ông đi tự do. Các ông là lúc đầu thì lái xe hơi từ Nhà Bè chạy về những vùng chiến trận, và sau đó thì đi trực thăng hoặc là đi đó rồi vào sống với lính luôn. Thành ra nếu mà mình bảo là những người lính mà họ không ủng hộ họ thì cái đó là vô lý. Tại vì hết bài này sang bài khác, chính người lính cũng đọc. Và một số người lính như ông Peter Annett trong cái cuộc phỏng vấn của ông với lại chị Triều Giang, ông cũng có nói là có những người lính nhận được những bài viết của ông do mẹ của họ đọc ở Mỹ, kẹp tên của họ để gửi lại đàng hoàng. Và họ welcome ông Peter Annett. Thì tôi nghĩ là nếu mà một cái người mà thực sự mà ăn gian nói dối hoặc là chỉ ngồi ở Caravelle để ấy thì không thể nào có những cái cảm tình như vậy được, và không thể nào có những cái bài viết như vậy được. Hoặc là những cái người ký giả như David Halberstam, ông nói rất là thực sự trong cái interview của ông với CBS là cái cảnh đẹp của ông, một trong những cảnh đẹp nhất là trực thăng buổi sáng nó bay lên, nhìn trên trời rạng đông, ông nhìn xuống sông Cửu Long, mặt trời đang lên, là đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất của ông. Nhưng mà sau đó bay vào mặt trận thì sợ lắm, tại vì mình bay trên máy bay mà Việt Cộng nó tác xạ lên thì nó có thể cho máy bay, mà ông bảo máy bay thì bây giờ đâu có chỗ núp nữa, mình ngồi trên nó là rõ ràng, thành cái cảm giác nó kinh hoàng lắm. Thì những cái cảm giác mà họ đi, chẳng hạn như họ đi qua cầu khỉ, họ bị trượt, tức là họ mô tả những cái chuyện mà mình thấy rõ ràng là mình không thể lên án họ là họ ngồi ở Caravelle họ viết chuyện đó được. Không thể ngồi Caravelle để viết chuyện lên máy bay nhìn thấy cái đó, hoặc là máy bay ngồi trên cảm giác sợ hãi mình không thể núp được như thế nào, họ mô tả lại rất là thật. Và những cái khốn khổ của cái lính, chẳng hạn như ông Peter Annett, ông nói là chúng tôi thấy là chúng tôi là những nhân vật đặc biệt khi mà đến với họ. Tại vì những người lính này họ không thể rút đi được. Trong khi chúng tôi là mặc những cái bộ đồ mới toanh, đi từ Sài Gòn đi ra, mà chúng tôi chỉ có thể ở, chúng tôi muốn đi lúc nào đi, muốn đến lúc nào đến. Thì họ nhìn chúng tôi với đôi mắt ghen tị chứ. Tại vì chúng tôi là một thứ khác, không bị kẹt lại như họ, không phải bắt buộc, đâu có thể là mà đang đánh nhau rồi mà nhiều khi tôi trở về
Ông Peter Ned ông nói nhiều khi tôi trở về trên cái máy bay tải thương, xung quanh toàn là những người bị thương, chỉ có một mình tôi thôi. Thì không có cách chi mà tôi lại không thông cảm với những người lính như vậy. Mà không cách chi mà tôi lại không viết về những cái chiến đấu của họ như vậy, những cái suy nghĩ của họ như vậy. Nhưng mà chúng tôi không thể viết khác được, tại vì chúng tôi thấy như vậy. Chúng tôi biết và có những cái hình ảnh chẳng hạn như là chụp hình một anh lính Marine nằm co ro trên cồn thiên, mặt đầy vẻ sợ hãi hết. Thì người ta có vẻ bất bình đối với cái đó, nhưng mà ông bảo là cái đó tôi nói rồi, khi mà tôi nói chuyện thì tôi mới thấy cái bất bình của họ rất là buồn cười, là bởi vì họ muốn thấy những cái hình ảnh oai hùng của người Marine cắm cờ trên Iwo Jima, chứ họ không muốn chụp hình mà người Marine sợ hãi co ro trước hình ảnh chiến tranh này. Có cái gì là phản chiến trong cái hình đó đâu. Cái đó là thật sự là một cái mối đồng cảm của một người chụp hình để đưa cái đó lên thôi. Họ muốn thấy hình ảnh, nhưng mà cuộc chiến nó diễn ra thì chúng tôi không có hình ảnh cắm cờ để chụp. Thì cái đó là cuộc chiến nó diễn ra như vậy. Và ông nói thêm nữa, bảo là nhà báo làm mất cuộc chiến. Nhà báo đâu có đổ bộ vào Đà Nẵng, đưa sai quân đổ bộ vào Đà Nẵng. Nhà báo đâu có đưa Marine vào Khe Sanh. Nhà báo tường trình lại những cái chuyện đó thì đó là điều rất là đúng. Nhưng mà bảo nhà báo phải là người gây ra cái chuyện đó thì... Vô lý quá. Vô lý. Cái đó là cái điều mà tôi thấy là có thể là rất nhiều người Việt Nam không hiểu rõ và nghe. Ở đâu cũng vậy, có những người tốt, có những người xấu. Trong giới ký giả cũng vậy, quả thật cũng có người ở Caravel, có người mua tin, cái điều đó có. Nhưng phải không, mà họ có ghi lại đàng hoàng. Nhưng mà những người đó không phải là những người lãnh giải Pulitzer. Và những người đó không phải là những người sau đó được gửi sang Afu Hãn, hoặc là gửi sang Trung Đông, hoặc là gửi đi những miền khác. Tại vì uy tín của họ ở Việt Nam, cái đường trình uy tín của họ như Peter Annett, như David Halberstam, như Malcolm Brown, tất cả những người lãnh Pulitzer đều không phải là những người nằm ở Caravel như vậy và mua tin của những người khác. Rồi về viết lại, Việt Nam mình cứ bảo là mấy thằng đó đâu có biết gì đâu, nó toàn là mua tin của mấy thằng kia không. Chẳng hạn như ông thầy của tôi, ông Nguyễn Ngọc Lương đi chụp hình, mẹ nó toàn lấy hình của tao không, mình nó đăng lên thì bây giờ nó ấy thằng khác, thì bây giờ mình bán cho nó rồi thì thôi. Thì Việt Nam mình là suy nghĩ như vậy. Thì cái đó cũng đúng, cái khía cạnh của họ nhìn là không mình không phủ nhận, nhưng mà cuộc chiến thì nó muôn mặt. Mình muốn nhìn thấy cái khía cạnh đúng và mình nói đúng, và mình nói những con người đàng hoàng chân thật thì những con người đó lúc nào cũng được kính trọng, như ông Halberstam, như ông Peter Annett, như ông Malcolm Brown, như ông Eddie Adam, là những người hoàn toàn được kính trọng, là bởi vì họ có thể chết trong khi họ lấy tin và họ biết là cái chuyện đó là như vậy. Họ nói là chúng tôi biết là chúng tôi có thể chết, chúng tôi cũng sợ, chúng tôi cũng như bao nhiêu người khác hết. Nhưng mà cái đó là cái giá phải trả cho việc tin tức. Tôi cho cái đó là danh dự của người ký giả, và đó là cái hình ảnh về ông cậu tôi lúc nhỏ mà tôi thấy vẫn y hệt như vậy. Mặc dù ông có thể hiểu lầm, mặc dù ông có thể suy nghĩ khác, nhưng mà chính ông và những con người kia là tạo nên những cái hình ảnh đẹp và tạo nên những cái mà tôi mơ ước, là tôi muốn trở thành những người như vậy khi mà tôi còn nhỏ. Xin được cảm ơn Phan Lê Dũng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một chương trình phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi và Phan Lê Dũng để tìm hiểu về vai trò ký giả trong chiến tranh Việt Nam. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Một lần nữa xin được cảm ơn Dũng. Dạ, cảm ơn anh Võ Thành Nhân, cảm ơn quý vị SBTN, quý vị khán giả đã theo dõi. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Bản tin Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8 giờ tối Hoa Thịnh Đốn từ thứ Hai đến thứ Sáu trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Teletron mở tung warehouse sale hơn 10 triệu tiền hàng, đại hạ giá đến 80% off, trả góp 4 năm không tiền lời, tặng quà đặc biệt. Chỉ cần 3 đồng một ngày sẽ có một bộ nệm cứng chống đau lưng Amante Italy hay máy rung sóng siêu âm Nami Japan giúp tăng mỡ giảm cân, hoặc bộ giường Italy 5 miếng. Chỉ cần 5 đồng một ngày sẽ có được giấc ngủ an lành trên tấm nệm giác bạc Lamborghini Italy, hay chiếc ghế massage Inada Demo làm tại Nhật, hoặc bộ sofa da 100% made in Italy, bấm nút nâng chân lên ngã người ra rất thoải mái. Chưa tới 7 đồng một ngày sẽ được tận hưởng những chiêu thức massage tuyệt vời trên chiếc ghế Dreamway Okuyama làm tại Nhật tốt nhất thế giới. Nệm lông cừu lạc đà bơm ngựa mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, hay bộ bàn ăn mặt đá marble giác vàng tuyệt đẹp 100% Italy cũng chỉ 7 đồng một ngày. Mua cùng lúc 3 sản phẩm: ghế massage Dreamway Okuyama, máy rung sóng siêu âm Nami và nệm giường thông minh Magni Smart Tech, được tặng 2 vé máy bay khứ hồi đi bất cứ nơi đâu trên thế giới. Chỉ với 3 đồng, 5 đồng hoặc 7 đồng một ngày, quý khách tha hồ lựa chọn những sản phẩm cao cấp tốt nhất tại Teletron nhân dịp warehouse sale. Teletron Washington DC trong khu Eden, 703-237-8999.
Mai vàng Florida chuyên cung cấp cây giống đủ loại như xoài, nhãn, sabuche, mãng cầu, mận, cam, quýt, bưởi, cóc, táo, khế và trái vải. Mai vàng Florida có nhiều cây kiểng đủ loại như mai chiếu thủy, mai vàng, mai tứ quý, cây sung, ngọc lan, bông giấy, cam Nhật Bản, dừa kiểng, sứ bonsai và chanh Thái Lan. Mai vàng Florida nhận cung cấp số nhiều cho các nhà thờ, chùa, hội đoàn bán gây quỹ. Mọi liên lạc xin quý đồng hương gọi 941-301-9251, 941-301-9251. Mai vàng Florida xin trân trọng kính mời. Thuốc nghệ chữa trị thành công cho nhiều bệnh nhân về nan y. Vẫn nghĩ rằng thuốc nghệ nó sẽ trở thành một cái bài thuốc hay nhất, thần kỳ nhất cho tất cả những ai đang mang mắc những chứng bệnh nan y. Hy vọng chương trình Tin Vui Thuốc Nghệ sẽ đến cho khắp mọi nơi, cho tất cả những ai đang mang mắc những cái chứng bệnh nan y hiểm nghèo có thể tin tưởng, hy vọng và thử qua cái bài thuốc nghệ này. Hải sản Phương Bình, tôm khô Louisiana, khô cá đù Texas, hương vị quê hương, đảm bảo vệ sinh, giá rẻ, hàng gửi tận nơi, không tính cước phí. Vui lòng liên lạc Bình 404-988-4433, 404-988-4433.